mẹ ruột Hoa Khôi Nhí Bảo Ngọc dạy con nghiêm khắc, đề cao lễ nghĩa, sẵn sàng cạo đầu vì con gái. Ngoài tài năng nghệ thuật của mình thì Lê Huỳnh Bảo Ngọc được khán giả chú ý đến nhiều khi sở hữu ngoại hình xinh xắn. Dân mạng còn ưu ái gọi Bảo Ngọc với cái tên tiểu mỹ nhân khi sở hữu vẻ đẹp nổi trội từ nhỏ. Ngoài ra, trên trang cá nhân của mình, cô bé thường đăng tải những hình ảnh chụp cùng các hoa hậu. Chính vì thế mà rất nhiều người cũng dự đoán vui rằng em sẽ trở thành hoa hậu tương lai. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nhiều netizen đặt ra nghi vấn không biết Bảo Ngọc giống ai trong gia đình. Sau này, qua một vài bức hình chụp với mẹ của mình thì ai nấy đều khẳng định gen xinh đẹp này chắc chắn lấy từ mẹ rồi. Một số khán giả để lại bình luận như: mẹ sinh vậy bảo sao con sinh ra cũng đẹp, cô con gái nhìn như hoa hậu nhí, nhan sắc kém gì hot girl Việt. Được biết, mẹ của bé Bảo Ngọc là chị Trần Kiều Oanh. Mỗi lần xuất hiện cùng con gái chị đều chiếm spotlight. Vẻ đẹp của chị Oanh được nhận xét là sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đậm nét Á Đông, làn da thì mịn màng, căng bóng. Phong cách thời trang thì đa dạng, lối trang điểm thì nhẹ nhàng, nhưng vô cùng sang trọng và cuốn hút. Hai mẹ con cách nhau nhiều tê, uổi nhưng chẳng khác gì hai chị em. Thậm chí, Bảo Ngọc còn gọi chị Oanh là chị bạn thân. Được biết, để có được những thành công như ngày hôm nay, Bảo Ngọc đã phải cảm ơn đến sự hậu thuẫn của mẹ. Vì chính mẹ là người đã đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Bảo Ngọc được hoạt động trong môi trường nghệ thuật một cách thoải mái nhất. Bên cạnh đó, Bảo Ngọc còn hé lộ về sự nghiêm khắc của mẹ dành cho mình. Theo cô bé, dù bản thân nổi tiếng sớm, nhưng mẹ vẫn dạy em phải giữ đủ lễ nghĩa và sự lễ phép trong giao tiếp. Đặc biệt, chị Kiều Oanh không bao giờ để con gái lơ là việc học tập. Từ hồi trước đến giờ tôi với bé không chia sẻ chuyện riêng tư gì với báo chí cả, vì hiện tại Bảo Ngọc không có gì để chia sẻ. Bé Ngọc đi học là chủ yếu, chỉ khi nào nghỉ hè, rảnh thì mới hoạt động nghệ thuật. Ở hiện tại, tôi tập trung cho con đi học, mẹ Bảo Ngọc tâm sự. Sau bao nỗ lực, với sự quản lý của mẹ, Bảo Ngọc còn tậu được nhà, đạt được thành công như hiện tại. Bảo Ngọc gửi lời cảm ơn đến mẹ. Cô bé viết: con cảm ơn mẹ đã dành hết tuổi thanh xuân cho con. Trước đó, mẹ Bảo Ngọc dù rất ít khi chia sẻ về hành trình cố gắng của con, nhưng khi hai mẹ con đã đạt được một cột mốc lớn, mua được nhà ở thành phố, chị Kiều Oanh từng bộc bạch: hai mẹ con xa quê lên Sài Gòn được gần 6 năm, đã 3 lần ở nhà trọ, đến lần thứ 4 này đã được ở chung cư. Hai mẹ con mong khi sang nhà mới rộng rãi, hai mẹ con sẽ thoải mái hơn, cuộc sống sẽ tốt đẹp và làm được nhiều điều có ích cho gia đình, mọi người. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.